Ngày 25 tháng 11 năm 2020 vĩnh viễn trở thành ngày đau buồn nhất với người dân Argentina nói chung và những người hâm mộ bóng đá nói riêng. Huyền thoại vĩ đại nhất của Albiceleste, Diego Armando Maradona đã chính thức trở về với vòng tay của Chúa. Dẫu biết chuyện sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi, nhưng cách ông ra đi quá đột ngột khiến tất cả đều bàng hoàng và đau lòng. Trong niềm tiếc thương vô hạn của huyền thoại bóng đá nước nhà, Argentina đã để quốc tang 3 ngày để khóc thương cho sự ra đi của cậu bé vàng. Niềm đau ấy nhanh chóng trở thành những nghi vấn, vì xoay quanh cái chết của Diego Maradona vẫn còn quá nhiều điều cần phải giải đáp. Chỉ 2 tuần sau khi ông thực hiện cuộc phẫu thuật vì chảy máu não, Diego Maradona đã qua đời tại nhà riêng ở ngoại ô Buenos Aires. Buổi sáng ngày 25 tháng 11 năm 2020, ông trở lại giường bệnh sau khi ăn sáng cùng người cháu trai. Ông cảm thấy hơi mệt và sẽ nằm nghỉ, để rồi sau đó vĩnh viễn không tỉnh lại. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Maradona đã qua đời vì một cơn đau tim trong giấc ngủ tại nhà riêng. Đội ngũ bác sĩ Pháp y còn thu thập được những dấu hiệu cho thấy bệnh cơ tim giãn nở, dạng bệnh lý khiến tim giảm hiệu suất hoạt động, không thể bơm máu đến phần còn lại của cơ thể. Ông ra đi trong thanh thản, không có bất kỳ một dấu hiệu tội phạm hay bạo lực nào liên quan đến cái chết của Maradona. Nhưng những lời giải thích từ các cơ quan chức năng không thể thỏa mãn được sự đau xót của người dân Argentina. Những mâu thuẫn bắt đầu xảy ra dẫn đến sự tranh cãi và công kích lẫn nhau. Hàng loạt thuyết âm mưu xoay quanh cái chết của huyền thoại bóng đá người Argentina khiến người ta bắt đầu tin rằng có bàn tay nào đó mờ ám đứng đằng sau toàn bộ sự việc. Đầu tiên là lời chất vấn của luật sư Matias Mola với phía bệnh viện La Plata. Vị luật sư của Maradona thẳng thừng tố cáo chính sự vô trách nhiệm của bệnh viện này đã dẫn tới cái chết của thân chủ. Ông đặt ra câu hỏi tại sao xe cấp cứu phải mất hơn nửa giờ đồng hồ mới tới nơi. Luật sư này yêu cầu một cuộc điều tra nhắm về phía bệnh viện cũng như các cá nhân có liên quan đến cái chết đầy nghi vấn này. Người bị chỉ trích nhiều nhất là Gianna Gisela Marit, nữ y tá được gia đình Maradona thuê để chăm sóc huyền thoại này trong khi ông thực hiện cuộc phẫu thuật. Những lời khai của cô cho biết vào khoảng 12 giờ trưa hôm đó, cô đã gọi những người thân của Maradona sau khi chứng kiến sự việc bất thường. Lúc đó cậu bé vàng đã trong tình trạng bất tỉnh. Nhưng hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại tại nhà riêng của Maradona cho thấy nữ y tá này đã bỏ mặc huyền thoại bóng đá người Argentina suốt cả ngày hôm đó. Sự tắc trách của Gianna được cho là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của Maradona. Nữ y tá này không phải nhân vật duy nhất liên quan đến sự việc. Bác sĩ riêng của Maradona, Leopoldo Luque, cũng bị triệu tập để lấy lời khai làm rõ về cái chết đột ngột. Sau đó ông còn bị cáo buộc có hành vi ngộ sát, thậm chí còn lục soát nhà riêng và phòng làm việc để lấy tư liệu điều tra. Tất cả đến từ nghi ngờ về loại thuốc mà bác sĩ này đã kê cho Maradona sử dụng, đặc biệt sau khi ông tiến hành ca phẫu thuật lấy cục máu đông trên não. Hai cô con gái của cố huyền thoại chẳng ngại ngần gì mà công kích thẳng mặt, gọi bác sĩ Luque là kẻ vô trách nhiệm vì sự thiếu giám sát với Maradona. Về phần mình, vị bác sĩ này bày tỏ sự uất ức trong nước mắt. Ông chất vấn lại về sự vô cảm của hai cô con gái cố huyền thoại, rằng họ đã ở đâu khi Maradona nằm lạnh lẽo một mình. Thực sự ông đã phạm tội gì? Tội yêu mến chăm sóc, cố gắng kéo dài tuổi thọ của Diego bằng hết khả năng của mình. Luque không coi Maradona là một bệnh nhân, hoặc ít ra vị bác sĩ này đã dùng nước mắt để nói những lời lẽ đó. Chỉ có ông và Maradona có thể kiểm chứng được có bao nhiêu phần trăm sự thật trong câu nói này. Nhưng đất nước Argentina vẫn cần tìm hiểu cặn kẽ để giải mã mọi uẩn khúc sau sự ra đi của cậu bé vàng. Có lẽ họ đã quá yêu ông, vẫn không thể tin ông đã ra đi nên cần phải cắt nghĩa mọi thứ. Hơn 2 năm đã trôi qua từ cái ngày định mệnh ngập trong sự tiếc nuối, tiếc thương của bóng đá thế giới ấy. Rất nhiều những việc làm tri ân và tôn vinh đã được thực hiện. Sân vận động của Napoli đã được đổi tên để tưởng nhớ Maradona. Trận Finalissima siêu cúp liên lục địa cũng đã được tổ chức giữa Argentina và Italia, và họ đã trong tâm thế vinh danh ông. Nhưng nỗi buồn và nỗi nhớ Diego vẫn còn đó, cùng với cả sâu thẳm những khuất tất cần được giải bày. Và đã đến lúc để làm điều đó, bỏ qua tất cả sự thật rằng Maradona đã phải chiến đấu với những cơn nghiện rượu và cocaine, những chất cấm có thể lấy đi sinh mạng của bất kỳ ai. Người Argentina vẫn muốn tìm ai đó để biện minh cho sự ra đi của cậu bé vàng. Khi sự phẫn nộ của đám đông lên đến đỉnh điểm, họ cần một ai đó trở thành vật tế thần. Để rồi sau một quãng thời gian rất dài điều tra kỹ lưỡng, tòa án Argentina đã đưa ra phán quyết để cáo buộc tội mưu sát cho 8 nhân viên y tế có trách nhiệm chăm sóc cố huyền thoại Maradona. 2 năm trước, thế giới được biết Maradona khi ông đột quỵ tại nhà riêng. Nhưng 2 năm sau, chúng ta chính thức biết đó không phải là lý do duy nhất.
Cụ thể, trong một tập tài liệu dày tận 236 trang liên quan đến cái chết của Thánh Diego thì các thẩm phán đã bị đặt nghi vấn về hành vi và những thiếu sót của từng bị cáo, dẫn đến hậu quả xấu nhất với cố huyền thoại Argentina. Từ tận 2 năm trước, tức ngay sau cái chết của Maradona, các công tố viên của Argentina đã mở các cuộc điều tra tại Buenos Aires vì nhận thấy có nhiều điều bí ẩn. Thế là họ đã xin lệnh khám xét tài sản của bác sĩ riêng đã chăm sóc cho Maradona và phỏng vấn cả những nhân viên y tế chịu trách nhiệm điều trị cho cầu thủ huyền thoại này. Sau đây là điều tất cả đang chờ đợi. Kết luận cho thấy nhóm bị cáo này gồm 8 người, trong đó có các bác sĩ, y tá và cả một nhà tâm lý học. Tất cả đều được phân công phụ trách chăm sóc Maradona trước khi ông qua đời. Cụ thể họ là bác sĩ khoa tâm thần Agustina Kosach Ob, bác sĩ chuyên về giải phẫu thần kinh Lepundo Luque và bác sĩ tâm lý Carlos Daya. Ngoài ra còn có hai y tá Zrela Maris và Ricardo Almiron. Bên cạnh y tá trưởng Mariano Peroni cũng như cả bác sĩ Pedro Di Spana và Nancy Follini, tất cả đều đang bị cáo buộc là có tội. Kết quả ban đầu của cuộc điều tra bên phía an ninh cũng trùng khớp với những gì mà Hội đồng Y tế của Argentina từng được chỉ định để làm rõ hồi năm 2021. Thời điểm đó, bản báo cáo của họ nổi bật và có hai khẳng định rằng cố huyền thoại Argentina đã không được chăm sóc một cách tốt nhất và đi kèm là sự thiếu cẩn trọng, thiếu sót trong nghiệp vụ của đội ngũ y tế. Luật sư của một trong những con trai của Maradona, ông Mario Bodrai, đã nói thẳng với tờ Reuters rằng Thánh Diego đã phải rơi vào tình cảnh bất lực trước khi qua đời. Thế nên Bodrai và các cộng sự mới quyết tâm điều tra đến tường tận vụ việc. Ngay cả khi biết được nguyên nhân cái chết, tôi vẫn xem đó là một vụ mưu sát. Tôi đã chiến đấu cho vụ án trong một thời gian dài và hiện tại mọi thứ đã dần được phơi bày. Cũng trong một bản báo cáo điều tra mà Reuters có được, Hội đồng Y khoa kết luận Maradona thậm chí đã có thêm cơ hội sống sót nếu như ông được chăm sóc y tế đầy đủ. Phần nội dung quan trọng nhất trong báo cáo đó còn nhấn mạnh, việc huyền thoại này đã bị bỏ mặc vật vã trong đau đớn, ít nhất là 12 giờ trước khi qua đời với điều kiện chăm sóc y tế thiếu thốn. Trước đó sau cuộc phẫu thuật não, các bác sĩ của Maradona đã yêu cầu cho ông được xuất viện và trở về nhà riêng. Đó cũng là một chi tiết cho thấy sự tắc trách của họ. Khi theo bản báo cáo, các bác sĩ của Maradona nhận thức rõ ràng tình trạng bệnh của ông có thể dẫn đến tử vong. Tuy nhiên họ lại không có hướng điều trị cũng như giải pháp chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân. Tức là họ đã bỏ qua một cơ hội sống tiếp cho Maradona. Các chuyên gia y tế khác và cùng một cách độc lập cũng khẳng định có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Maradona đã phải trải qua một cơn đau kéo dài hàng giờ liền do không được theo dõi cũng như can thiệp kịp thời, rồi mới chút hơi thở cuối cùng. Như vậy là bức màn bí ẩn đã dần dần được vén mở. Thực sự là quá đau đớn và phẫn nộ trước những gì mà các bị cáo đã làm với nhà vô địch World Cup năm 1986. Tất nhiên là nếu những cáo buộc gần nhất ấy được cấu thành tội trạng. Bởi tính đến hiện tại, công tố viên tòa án cho biết chưa ấn định được thời điểm tiến hành phiên tòa xét xử các nhân viên y tế kể trên. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được ở thời điểm này là chờ đợi và ủng hộ việc làm rõ tường tận mọi chuyện Maradona đã qua đời khi mới tròn 60 tuổi. Thậm chí theo quan niệm của văn hóa Á Đông thì vẫn là mới hưởng dương chứ chưa được hưởng thọ. Ông qua đời chỉ 12 năm sau ngày dẫn dắt đội tuyển Argentina ở World Cup 2010. Còn ở kỳ World Cup 2018, người ta vẫn còn thấy ông ăn mừng cực kỳ cảm xúc khi thấy Messi ghi bàn giúp Argentina lách qua khe cửa hẹp để vượt qua vòng bảng. Ấy vậy mà Thánh Diego đã không còn hiện diện trên quái đời này nữa khi World Cup 2022 khởi tranh vào cuối năm ngoái. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên không thể tránh khỏi. Nhưng nếu có điều gì đó đã can thiệp và để khiến cho những quy luật đó không còn diễn ra một cách tự nhiên và công bằng nữa, thì những người làm ra điều đó, dù là mưu sát hay ngộ sát, cũng phải chịu trách nhiệm của mình.